Jack Dorsey, doanh nhân tuổi rồng đứng sau Twitter và Square. Là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ, doanh nhân tuổi rồng Jack Dorsey là nguồn cảm hứng cho nhiều người muốn dấn thân vào kinh doanh và khởi nghiệp. Tên tuổi Jack Dorsey đồng nghĩa với tinh thần kinh doanh và đổi mới. Ông đồng sáng lập Twitter, nay là X, đồng sáng lập kiêm CEO của Square, một công ty dịch vụ tài chính và thanh toán di động. Dorsey được công nhận là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh. Hành trình thành công của ông là nguồn cảm hứng cho các doanh nhân đầy tham vọng trên toàn thế giới. Dorsey sinh ngày 19 tháng 11 năm 1976 tại Sưu Tầm, Louis, Missouri, Mỹ. Cha mẹ ông ly dị khi ông còn nhỏ. Ông sống cùng mẹ ở ngoại ô Sưu Tầm, Louis. Dorsey đã sớm thể hiện sự quan tâm đến lập trình máy tính và bắt đầu tự học cách viết mã khi mới 13 tuổi. Dorsey theo học trường trung học Bishop Dubuque ở Sưu Tầm, Louis, nơi ông tiếp tục phát triển kỹ năng lập trình của mình. Ông cũng hứng thú với nhạc punk rock và bắt đầu chơi trong các ban nhạc địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông học tại Đại học Missouri Rolla, chuyên ngành khoa học máy tính và kinh tế. Năm 2006, Dorsey thành lập Twitter cùng với Bill Stone và Evan Williams. Ý tưởng về Twitter đến với ông khi ông đang thực hiện một dự án cho phép những người điều phối giao tiếp với người giao hàng bằng tin nhắn văn bản. Ông nhận ra rằng khái niệm tương tự có thể được áp dụng cho một nền tảng truyền thông xã hội, nơi mọi người có thể chia sẻ các cập nhật ngắn theo thời gian thực với bạn bè và người theo dõi của họ. Ngày 21 tháng 2 năm 2006, ông đăng tweet đầu tiên, vừa mở tài khoản Twitter. Phiên bản đầu tiên dành cho công chúng lên sóng vào tháng 6 năm 2006. Ban đầu, người Mỹ nói Twitter vô bổ. Ngay cả Evan Williams cũng so sánh dự án với một cây kem có vị ngon nhưng vô dụng. Dù vậy, với sự phát triển của smartphone, gửi tin nhắn qua Internet trở nên dễ hơn so với SMS. Twitter nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới và Dorsey được biết đến như một người có tầm nhìn xa về công nghệ. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2008, ông đã bị buộc phải rời khỏi công ty bởi chính Williams. Năm 2010, do không thể quản lý Twitter, Williams đã giao vị trí này cho một quản lý cấp cao khác là Dick Costolo, người sau đó quyết định mời Dorsey trở lại làm chủ tịch điều hành. Tháng 6 năm 2015, Costolo từ chức CEO Twitter và đến ngày 5 tháng 10 năm 2015, Dorsey được bổ nhiệm làm người đứng đầu chim xanh. Trong khoảng thời gian rời Twitter, Dorsey thành lập Square vào năm 2009. Sản phẩm đầu tiên của công ty là một thiết bị nhỏ, hình vuông có thể cắm vào điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng. Square đã thành công ngay lập tức và kể từ đó dần mở rộng để cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ. Tháng 8 năm 2012, Starbucks đầu tư 25 triệu đô la Mỹ vào Square. Không chỉ có vậy, CEO Starbucks Howard Schultz còn gia nhập ban quản trị công ty. Với Square, hợp tác với chuỗi cà phê lớn nhất nước Mỹ có giá trị lớn hơn nhiều tiền bạc vì nó giúp giới thiệu dịch vụ mới tới nhiều người Mỹ. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, Dorsey đổi tên Square thành Block để thể hiện đam mê với công nghệ blockchain. Thành công của Dorsey với Block đã khiến ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong thế giới công nghệ tài chính. Ngoài công việc tại Block, ông cũng đã đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp khác, bao gồm Uber và Airbnb. Tháng 11 năm 2021, Dorsey thông báo từ chức CEO Twitter, thay thế ông là Para Agrawal. Tháng 10 năm 2022, Twitter bán mình cho Elon Musk. Dorsey vẫn giữ cổ phần 2,4% trong ConGT. Lời khuyên cho các doanh nhân tham vọng. Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của cựu CEO Twitter tính đến tháng 10 năm 2023 là 3,1 tỷ đô la Mỹ. Thành công của doanh nhân Dorsey là minh chứng cho tầm nhìn, sự kiên trì và cống hiến của ông. Một trong những phẩm chất đáng chú ý nhất của ông là làm việc rất chăm chỉ. Ông có thể dành 8 tiếng tại Twitter rồi đi đến con phố tiếp theo để làm thêm 8 tiếng cho Block. Cả hai công ty đều phát triển nhanh chóng và cần có sự quan tâm của người lãnh đạo. Để đáp ứng được cường độ làm việc ấy, ông luôn lên kế hoạch chi tiết đến từng phút hàng ngày. Cách duy nhất để làm việc 16 tiếng là phải vô cùng kỷ luật và lên kế hoạch cho ngày làm việc của bạn, ông nói. Đối với các doanh nhân đầy tham vọng, ông có một số lời khuyên quan trọng. Bắt đầu từ việc nhỏ, Dorsey tin rằng cách tốt nhất trở thành doanh nhân là tập trung vào việc giải quyết một vấn đề nhỏ mà bạn đam mê. Điều này có thể giúp bạn xây dựng động lực và tích lũy kinh nghiệm quý báu trước khi giải quyết những thách thức lớn hơn. Minh bạch, Dorsey tin rằng tính minh bạch là chìa khóa để xây dựng niềm tin với khách hàng và nhân viên. Ông khuyên bạn nên cởi mở và trung thực về mục tiêu, giá trị và khó khăn của mình. Chấp nhận thất bại, Dorsey thừa nhận thất bại là một phần tự nhiên trên hành trình kinh doanh.
Ông khuyến khích các doanh nhân học hỏi từ những sai lầm của họ và sử dụng chúng như cơ hội để phát triển và đổi mới. Tập trung, với Doxy, điều quan trọng là phải tập trung vào sứ mệnh và giá trị cốt lõi của bạn, ngay cả khi đối mặt với những phiền nhiễu và thất bại. Ông khuyên bạn nên đặt mục tiêu rõ ràng và giữ kỷ luật trong cách tiếp cận. Tóm lại, hành trình đi đến thành công của Jack Dorsey là minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới và tinh thần kinh doanh. Di sản của Dorsey với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và có tầm nhìn công nghệ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ doanh nhân trong nhiều năm tới.